rất là nhiều Vương Cẩm Lộc, Quyền Trâm, người nghệ sĩ trẻ Trọng Dân. Dạ, hôm nay xin chân thành chào đón cô ba nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ. Dạ cô ba. Dạ, rất đông nghệ sĩ Bảo Ngọc, rồi Trọng Nhân, rồi rất là nhiều, rồi có anh nghệ sĩ Hoàng Đăng Pha và danh hài người anh của tôi, anh Phú Quý cũng có mặt để chia buồn cùng với gia đình và đặc biệt với phu nhân của ông Hoàng Tử sân khấu Minh Phụng cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kiều Tiên rất là nhiều và các anh chị nữa. Dạ, thì bây giờ thì chương trình sao thì anh Tiền Trung phải để chương trình thì cũng được phép. Dạ, ông trời trời ạ. Chào bố Bạch Tuyết ơi. Chúc con nhiều sức khỏe à. Dạ, cảm ơn các bạn. Nghệ sĩ Bạch Tuyết ơi, xin chào cô Bạch Tuyết nha. Nói chung là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi được đến đây, tại vì má hát má tư ở xuống lúc mình coi là còn bé thơ vậy nè. Hôm nay mình được đến đây là mình thắp hương cho má, rồi mình được hát để kính cho lên má, nó điều hạnh phúc nhất mà tiểu bối được đến đây để thắp hương cho tiểu bối xin cảm ơn. Và để khi tôi chương trình, một người nữa thì tôi xin giới thiệu đến quý vị thưởng thức một giọng ca rất là ngọt ngào của một nam nghệ sĩ cũng đã được yêu mến rất là nhiều. Quý vị có thể là từng xem anh hát nhưng mà chưa từng chứng kiến anh hát tại sân khấu. Hôm nay xin mời quý vị hãy thưởng thức với tiếng hát của ngôi sao sân khấu Trung Tử Long. Hay quá anh ơi. Giờ là hôm nay giờ là để đưa chị của mẹ là xuất quý vì Chú Tử Long là vì bản thân của Chú Tử Long và Chú Trinh. Thì Chú Tử Long để đến một đứa con gái hơn để đưa chị mẹ xuất quý và hát mà cũng cho mẹ một con lớp chức trọn trong cái tuần. Chú Tử Long tự xin mời các chú chị của nghe. Trời ơi, không biết giờ phút này có mai có tình trạng gì đi nữa. Không thể mơ thấy nè, đã mất rồi, không sống rồi, sao? Trời ơi, không lẽ con người chúng tôi có sự rình rập tử thần. Chờ đúng giờ là...